Dạ, em xin hướng dẫn cách cập nhật chương trình trên xe Jaguar e-Pay. I would like to introduce how to update the software. Chúng ta vào setting. On setting. Chúng ta vào phần software update. Chúng ta cần kết nối Wi-Fi để update. Chúng ta quay lại. Chúng ta vào phần connectivity. Wi-Fi. Chúng ta chọn mạng. Đến password xong chúng ta OK. Hệ thống báo đã được kết nối Wi-Fi. Chúng ta quay lại. Vào phần software update. Check for update. Bấm install now. Và chúng ta cho nổ máy chờ để cập nhật chương trình. Và chúng ta cần nổ máy động cơ để sạc bình ắc quy trong khi cập nhật chương trình, không được tắt máy. Sau khi update xong, chúng ta bấm OK và hoàn tất. Và em xin cảm ơn. Thank you for your attention.